6 khả năng cho phép bạn liên tục gia tăng giá trị vào năm 2024 và tương lai. Thưa quý vị và các bạn, dù to hay nhỏ, lớn bé, tiểu sự hay đại sự, thì mỗi người, mỗi gia đình đều đặt ra cho mình những kế hoạch, mục tiêu để phấn đấu đạt được cho mình trong dịp đầu xuân năm mới. Tuy nhiên, việc đặt ra kế hoạch mục tiêu là một chuyện, còn đạt được hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đối mặt với một thế giới đầy rẫy sự biến động trên khắp các lĩnh vực, từ chính trị, văn hóa, đời sống, đặc biệt là vấn đề tài chính kinh tế. Cũng theo đó, thì năm 2024 đã được Tổ chức Liên Hợp Quốc dự báo kinh tế vẫn là một năm khó khăn chồng chất. Đối diện với thế sự như vậy, một câu hỏi mà ai cũng quan tâm đó là làm cách nào để có thể ứng phó trước những biến động rủi ro của cuộc sống? Và câu trả lời hay nhất chỉ có thể là hãy tạo thêm giá trị cho bản thân, đừng để bản thân hết hạn. Quả thực như vậy, với một thế giới đầy sự thay đổi, biến động thì mọi thứ đều bị mất đi giá trị theo thời gian, và con người không phải là ngoại lệ. Những kỹ năng phổ biến ngày hôm qua có thể bị thay thế vào ngày mai. Kinh nghiệm mang tính quyết định trong quá khứ có thể trở nên lỗi thời trong chớp mắt. Những người đứng yên thường là những người bị loại khỏi cuộc chiến đầu tiên. Chỉ có buộc bản thân phải bứt phá thì mới có thể thích nghi để tồn tại. Trong năm mới, đã đến lúc bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân. Tại video lần này, Trình Đá Quý Tân Phú Khánh muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn 6 khả năng gia tăng giá trị cho bản thân để giúp bạn phát triển nổi trội, không chỉ trong năm 2024 này, mà còn cả trong tương lai phía trước. Sau đây là 6 khả năng như thế mà bạn cần trau dồi tu luyện. Thứ nhất là sự chuyên chú, tập trung vào những gì quan trọng nhất. Triết gia người Scotland Thomas Carlyle từng nói, ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng có thể không đạt được gì nếu bị phân tâm bởi quá nhiều thứ. Ngược lại, người yếu nhất cũng có thể đạt được điều gì đó, miễn là anh ta tập trung sức lực vào một mục tiêu duy nhất. Nhà khoa học Marie Curie không chỉ nổi danh nhờ cống hiến khoa học của bà, mà còn là nhờ khả năng vượt khó, ý chí kiên cường và đạo đức liêm khiết. Đặc biệt, bà có khả năng tập trung cao độ đến mức không một tác động nào từ môi trường xung quanh có thể khiến bà phân tâm. Xuất thân từ gia đình trí thức nghèo ở Ba Lan, nhưng lúc còn nhỏ Marie đã tỏ ra có tinh thần ham học phi thường. Mẹ bà qua đời khi bà mới 10 tuổi. Cha bà vì phản đối sự bạo hành của quân Nga Hoàng xâm chiếm Ba Lan nên bị buộc thôi việc. Tuy nhà đông chị em, kinh tế khó khăn, nhưng Marie vẫn học tập hết sức khắc khổ, tư tưởng rất tập trung. Ban ngày Marie đi học ở trường, nhưng tối đến bà lại ngồi vào bàn học. Khổ nỗi ở xung quanh bà, bọn trẻ luôn nô đùa, la hét ở Mỹ. Để có thể học giữa sự ồn ào như vậy, suốt buổi Marie cứ phải luôn dùng hai ngón tay trỏ ấn mạnh vào lỗ tai. Nhờ đó mà bà vẫn chú tâm học vào bài học của mình. Một hôm, các chị của Marie muốn bà thư giãn một lúc nên đã rủ bà cùng chơi. Nhưng Marie vẫn ngồi dán mắt vào quyển sách trước mặt. Thấy vậy, hai cô chị rón rén đem ba chiếc ghế xếp chồng lên cao ngay sát sau lưng Marie. Chỉ cần Marie khẽ cựa mình là chồng ghế sẽ đổ, và thế là bà sẽ không thể ngồi yên mãi để học được. Sau đó, hai chị em nấp ở đằng sau tủ bí mật theo dõi. 10 phút trôi qua mà không thấy Marie động đậy gì. Đến hơn nửa giờ vẫn không thấy kết quả. Hai chị em chán nản định bỏ cuộc thì thấy Marie gập lại sách, ngẩng đầu lên. Bà chỉ hơi ngả ra phía sau một chút là chồng ghế đã đổ xuống người Marie. Ghế đổ rồi, hai chị em nhảy ra khỏi chỗ nấp reo lên thích thú. Trong khi đó, Marie chẳng hề nói gì, chỉ lấy tay xoa xoa chỗ đau rồi lẳng lặng ra chỗ khác ngồi học. Hai người chị thấy vậy đành để yên cho em học. Nhờ khả năng tập trung tư tưởng cao độ, học tập ở bất cứ chỗ nào, bất kể tác động bên ngoài, Marie đã trở thành học sinh giỏi toàn diện. Môn nào bà cũng đứng đầu lớp. Bà đã được tặng thưởng huy chương vàng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học. Triết gia Emerson từng nói rằng, sự tập trung, tình yêu và sự quan tâm hết lòng đến những gì bạn mong muốn sẽ được đền đáp. Greg McKeown là tác giả, diễn giả nhiều đầu sách kinh doanh bán chạy, cộng tác viên của thời báo New York và nhật báo Forward, là blogger nổi tiếng của Harvard Business Review, đã chia sẻ bí quyết thành công của 2 tỷ phú hàng đầu thế giới là Bill Gates và Warren Buffett trong một bài viết ông kể. Trong lần đầu Bill Gates gặp Warren Buffett, chủ tọa bữa tối là mẹ của Bill Gates đã hỏi mọi người trong bàn ăn rằng yếu tố nào quan trọng nhất làm nên thành công trong cuộc sống của họ. Gates và Buffett cùng đưa ra một câu trả lời gồm duy nhất một từ, đó là tập trung. Mặt tốt của sự tập trung là nó rõ ràng, đầy động lực. Bạn theo đuổi một mục tiêu duy nhất và không bị phân tâm giữa đường. Bạn tạo đà đi lên, trong khi nhiều người lại bị giạt ra hai bên khi cùng theo đuổi mục tiêu ấy.
Đúng như vậy, trong thế giới này, chỉ bằng cách loại bỏ những phiền nhiễu và tập trung mọi năng lượng, mọi người có thể phát huy hết tiềm năng của mình và đạt được điều gì đó. Trong năm mới, học cách gạt bỏ mọi phiền nhiễu trong cuộc sống, hãy tập trung vào điều quan trọng nhất. Để cải thiện khả năng tập trung, bạn cũng có thể xem xét 3 điểm sau. Thứ nhất là đặt mục tiêu, tránh làm nhiều việc trong cùng một lúc và phát triển thói quen chỉ làm một việc một lúc. Thứ hai là tránh xa điện thoại di động, cố gắng loại bỏ phiền nhiễu từ những thông tin không liên quan và tập trung vào vấn đề cần giải quyết. Thứ ba là lập kế hoạch, làm rõ thời gian dành cho từng nhiệm vụ và nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Sự tập trung dẫn đến thành công và tính chuyên nghiệp dẫn đến sự xuất sắc. Chỉ bằng cách rèn luyện sự tập trung và cống hiến liên tục, bạn mới có thể phát triển kỹ năng thực sự của mình và dần dần nới rộng khoảng cách với những người khác. Thứ hai là khả năng thực thi. Khi làm việc thì đừng ngần ngại, hãy hành động ngay lập tức. Trong năm vừa qua, bạn đã có từng trải qua những tình huống tương tự như tôi muốn làm phong phú trí óc nên mua nhiều sách nhưng cuối cùng lại chưa từng mở cuốn nào ra để đọc. Tôi muốn rèn luyện thân thể và mua vé tập thể dục hàng tháng nhưng chưa một lần đến phòng tập. Luôn mơ ước và không hành động sẽ bị mắc kẹt trong tình trạng tồi tệ. Một tác giả đã từng nhận được tin nhắn riêng từ một độc giả xin lời khuyên rằng làm thế nào tôi có thể viết một cuốn tiểu thuyết hay và trở thành một nhà văn. Vị tác giả nhắn lại, bạn đã viết gì? Độc giả trả lời, tôi chưa viết, tôi vẫn đang đọc. Gần đây tôi đang học 20 vấn đề của người viết tiểu thuyết của tác giả John Galisho. Sau khi nghe điều này, vị tác giả nói, trước khi một người nhảy xuống nước, dù anh ta có đọc bao nhiêu sách hướng dẫn bơi lội cũng vô ích, bởi vì anh ta không thể thực sự cảm nhận được áp lực nước và cảm giác nổi lên. Chỉ khi bạn thực sự nhảy xuống nước và bắt đầu bơi, bạn mới có thể học được cách bơi lội. Việc viết lách cũng vậy, chỉ khi bạn bắt đầu viết, bạn mới có thể tạo ra những tác phẩm hay. Nhà tư tưởng Karl Marx từng nói, một bước hành động còn quan trọng hơn một bộ cương lĩnh. Đừng để mục tiêu tốt, kế hoạch hay nằm trên giấy. Một người có thể thành công hay không phụ thuộc vào hoàn toàn việc anh ta có bắt tay vào thực hiện điều đó một cách chân thành, nỗ lực, kiên định hay không. Nếu muốn cải thiện khả năng hành động của mình, bạn có thể tham khảo 3 điểm sau. Thứ nhất là, vượt qua sự trì hoãn, hoàn thành mọi việc hôm nay, đừng để ngày mai. Thứ hai là, hãy bác bỏ những xích mích nội bộ. Khi quyết định làm một việc gì đó, đừng suy nghĩ trước sau mà hãy bắt tay vào hành động ngay lập tức. Thứ ba là, thiết lập cơ chế khuyến khích, tuyên dương mỗi khi hoàn thành mục tiêu. Bạn nên động viên bản thân một cách hợp lý để kích thích sự nhiệt tình hành động. Cuộc sống sẽ không tưởng thưởng cho những gì bạn muốn làm, mà nó sẽ chỉ tưởng thưởng cho những gì bạn làm. Vào năm 2024, cũng như trong tương lai, đừng lãng phí thời gian và sức lực vào việc do dự, lo lắng. Hãy học cách nâng cao khả năng thực thi của mình và hãy luôn bắt tay vào hành động. Chỉ cần bạn luôn bước đi, bạn sẽ ngày càng tiến gần đến đích. Khả năng thứ ba là đánh giá năng lực, tìm ra nguyên nhân, đúc rút tích lũy kinh nghiệm, bài học từ thất bại và thành công. Phương thức để kỹ năng, năng lực của một người ngày càng tăng lên, đó chính là ôn luyện liên tục. Đánh giá xem xét lại là cách nhanh nhất để một người đạt được sự phát triển bản thân. Trong quá trình liên tục tự nhìn nhận, bạn mới có thể phát hiện ra những khuyết điểm và hạn chế của bản thân, từ đó có thể tối ưu hóa và nâng cấp chúng. Thương gia, thiên tài đầu tư chứng khoán người Mỹ Peter Lynch, người được mệnh danh là bách trúng bách thắng, ông luôn có thói quen ghi lại dữ liệu chi tiết trước và sau mỗi cuộc giao dịch. Sau khi giao dịch hoàn tất, ông sẽ xem xét và tóm tắt cơ sở, việc đưa ra quyết định lãi và lỗ, v.v. của giao dịch để làm tài liệu tham khảo cho các khoản đầu tư trong tương lai. Chính những buổi đánh giá lại kinh nghiệm này đã giúp Lynch từ một nhân viên nhỏ trong một công ty môi giới chứng khoán trở thành một nhà đầu tư vĩ đại. Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu thành công, nhà tâm lý học Carol Dweck của Đại học Stanford Mỹ, tác giả cuốn Mindset, tâm lý học thành công, đã khám phá ra sức mạnh của tư duy. Bà cho thấy rằng, trong sự phát triển suốt đời, rằng thành công của chúng ta không được quyết định bởi khả năng và tài năng, mà bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi tư duy mà chúng ta thể hiện trong quá trình theo đuổi mục tiêu của mình. Nhà quản lý quỹ tài ba người Mỹ Ray Dalio đã có một nguyên tắc sống và làm việc: nỗi đau cộng suy ngẫm bằng tiến bộ. Luôn ham hở tiến về phía trước mà không biết dừng lại và suy ngẫm sẽ chỉ khiến bạn rơi từ hố này sang hố khác trong suốt cuộc đời. Chỉ bằng cách thường xuyên suy ngẫm và tổng hợp đúc kết cuộc sống của mình, bạn có thể tránh được những con đường vòng sai lạc và đạt được sự phát triển. Trong năm mới, hãy học cách tìm ra nguyên nhân của mọi thất bại và thành công, tích lũy kinh nghiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân.
luôn có tâm tự vấn để luôn đạt được sự tiến bộ. Hãy dành cho bản thân 15 đến 30 phút mỗi cuối ngày để xem xét lại và biến trải nghiệm của bạn thành kinh nghiệm, tiếp tục củng cố bản thân thông qua việc suy ngẫm. Tiếp theo là khả năng thứ tư, đó là khả năng tư duy, giải phóng tâm trí và phát triển thói quen suy nghĩ sâu sắc. Nhà côn trùng học người Pháp Jean-Henri Fabre đã từng là một thí nghiệm nổi tiếng. Ông ấy đặt một số con sâu bướm trên thành của một chậu hoa, hết đầu này đến đầu kia, thành một vòng tròn và rắc một số lá thông mà sâu bướm thích ăn. Những con sâu bướm bắt đầu quay vòng quanh thành chậu trong khi ăn lá thông. Điều Fabre không ngờ là cho đến khi ăn hết lá thông, những con sâu bướm vẫn tiếp tục lượn vòng ngày đêm và cuối cùng chết vì đói và kiệt sức. Các nhà khoa học gọi hiện tượng sai lầm khi đi theo lộ trình của người khác mà không hiểu bản thân mình cần là gì, gọi là hiệu ứng sâu bướm. Nhiều người nghe nói thị trường bất động sản, đầu tư chứng khoán kiếm được nhiều tiền nên cũng nhảy vào. Thấy người khác bỏ việc để làm thương mại điện tử nên cũng tham gia, vân vân. Bất chấp lao vào mà không cảnh giác với những nguy cơ, khủng hoảng tiềm ẩn. Kết quả là ngày càng trở nên mù quáng, không những không thu được lợi lộc gì mà còn làm cho cuộc sống của mình bị xáo trộn, khó khăn, chồng chất, thậm chí đi vào ngõ cụt. Bộ não con người bản chất là lười biếng. Dưới những âm thanh hỗn loạn của thế giới bên ngoài, một khi buông lỏng cảnh giác, bạn sẽ bị người khác dẫn dắt. Nhà văn Mark Twain đã từng nói, khi bạn thấy mình thuộc về số đông, đã đến lúc bạn nên dừng lại và suy nghĩ cho chính mình. Những người mù quáng chạy theo bước chân của người khác sẽ luôn mệt mỏi. Chỉ những người có thể suy nghĩ và có chính kiến riêng mới có thể làm chủ được cuộc sống của chính mình. Trong năm mới, hãy làm 3 việc sau để trau dồi khả năng tư duy của mình. Thứ nhất là đặt ra câu hỏi một cách tích cực. Tự đặt ra những câu hỏi sẽ giúp bạn phát triển khả năng tư duy và hiểu rõ hơn về mọi tình huống. Thứ hai là tìm hiểu liên tục. Dành thời gian để nâng cao kiến thức và mở rộng hiểu biết của mình. Từ đó sẽ có cơ hội tư duy sâu sắc hơn về nhiều vấn đề. Thứ ba là thể hiện ý kiến riêng. Hãy tự tin thể hiện quan điểm và ý kiến của bạn. Không cần ngại trải nghiệm và đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên suy nghĩ của chính bạn. Càng đi sâu vào tâm trí, bạn càng vững vàng đi trong thực tế. Nhà khoa học vĩ đại Einstein đã từng nói, con người dựa vào tư duy, trí óc và trí tuệ để giải quyết các vấn đề của thế giới. Tư duy quyết định khái niệm, tư duy điều khiển cuộc sống, tư duy tạo ra mọi thứ và tư duy là linh hồn của sự tiến bộ. Vũ khí tốt nhất để giải quyết vấn đề và vượt qua khó khăn chính là bộ não. Chìa khóa dẫn đến chiến thắng nằm ở việc có lối suy nghĩ tiến bộ. Cách suy nghĩ của bạn quyết định cách bạn làm mọi việc và cách bạn nhìn nhận thế giới và cuộc sống. Tư duy xuất sắc có thể giúp bạn dễ dàng thành công. Nếu bạn có tư duy tốt, bạn sẽ có một lối thoát tốt. Nếu bạn có tư duy lớn, bạn sẽ có một lối thoát lớn. Ngược lại, tư duy khái quát, tư duy tầm thường sẽ chỉ khiến con người trở nên thụ động, thiếu hiểu biết. Chất lượng tư duy quyết định chất lượng cuộc sống. Hãy học cách giải phóng tâm trí và phát triển thói quen suy nghĩ sâu sắc là bước đầu tiên để thăng tiến trong cuộc sống. Tiếp đến là khả năng thứ 5, khả năng học tập, liên tục nâng cao bản thân, không ngừng cải tiến và tiếp tục thay đổi chính mình. Có người từng nói, học tập suốt đời là cách duy nhất để chống lại cái chết ở tuổi 30. Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng như hiện nay, nếu bạn không có cảm giác khủng hoảng và chỉ có quyền chỉ chiến thắng, thì cuối cùng bạn sẽ bị thời cuộc đào thải. Chỉ bằng cách tiếp tục nạp lại năng lượng cho bộ não, bạn mới có thể giữ mình trên con đường phát triển. Một vị cựu chủ tịch đã dành 5 giờ mỗi tuần để nghiên cứu những bài báo tiên tiến nhất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong một cuộc họp nội bộ, ông nói với nhân viên, bạn phải kiên trì học hỏi mỗi ngày và để bản thân sống một cuộc sống khác mỗi ngày. Hãy coi bản thân như một phần mềm hoặc một đoạn mã. Phiên bản hôm nay phải tốt hơn phiên bản hôm qua. Và phiên bản ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn phiên bản hôm nay. Thế giới này luôn nguy hiểm cho những ai dừng lại. Chỉ bằng cách biến việc học tập liên tục thành thói quen và thực hiện nó trong suốt cuộc đời, bạn mới có thể nắm bắt được cơ hội và đạt được những bước nhảy vọt. Để cải thiện khả năng học tập của mình, bạn có thể bắt đầu từ 3 điểm sau. Thứ nhất là có tư duy cởi mở, sẵn sàng đón nhận cái mới, không ngừng tiếp thu kiến thức mới để không bỏ lỡ những cơ hội phát triển mới. Thứ hai là có can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình, khám phá những ranh giới mới trong khả năng của bạn và đào sâu vào con hào của cuộc đời bạn. Thứ ba là khám phá nhiều kênh hơn. Ngoài sách, bạn còn có thể tham gia các khóa học trực tuyến và sử dụng các tài nguyên truyền thông mới. Chỉ khi có phạm vi liên hệ rộng hơn, bạn mới có thể học được nhiều thêm kiến thức mới. Tác giả, nhà tương lai học nổi tiếng Daniel Espin đã từng nói,
Nếu hôm nay chúng ta không sống trong tương lai, thì tương lai chúng ta sẽ sống trong quá khứ. Trong năm mới, hãy không ngừng học hỏi và tự nâng cao bản thân. Chỉ bằng cách liên tục cải thiện các kỹ năng của mình, bạn mới có thể sống sót qua những cuộc khủng hoảng khó khăn trong cuộc sống và ngày càng tiến xa hơn trên đường đời. Và cuối cùng là khả năng thứ 6, khả năng tự chữa lành. Hãy lạc quan khi thất bại, hãy nhẫn nại chịu đựng và vượt qua khó khăn. Khi quan sát cây thông, chúng ta thấy trong điều kiện bình thường thì vỏ cây thông có màu nâu, đỏ và cành nhẵn. Nhưng khi những người khai thác gỗ chặt những cành thông, họ sẽ thấy nhựa nhờn sẽ nhanh chóng chảy ra khỏi vết chặt. Sau khi bị cưa hoặc chặt, cây thông sẽ tiết ra nhựa để bọc lấy vết cưa, ngăn chặn sự xâm nhập của vi trùng, đồng thời thúc đẩy quá trình hàn gắn vết cưa chặt nhanh chóng. Đối với những người trưởng thành, chúng ta cũng cần trang bị cho mình khả năng tự chữa lành như cây thông. Từ việc cây thông tiết nhựa để hàn gắn những nhát cưa nhát chặt cho ta thấy rằng, năng lực tự chữa lành không cần bất kỳ lực nào áp đặt từ bên ngoài. Khả năng tự phục hồi không dựa vào sự bù đắp năng lượng bên ngoài, mà xuất phát từ sự chuyển hóa năng lượng trong hệ thống của chính nó. Đối với mỗi người chúng ta cũng vậy, chỉ chính tâm trí mới thực sự chữa lành được tâm trí. Hãy đối mặt với sự thất vọng và tổn thương, âm thầm chịu đựng và từ từ chữa lành để bạn có thể thoát khỏi nỗi đau và lấy lại sự sống. Sự kiên cường của cuộc sống nằm ở khả năng tự chữa lành. Nếu bạn biết cách tự chữa lành vết thương thì sẽ không có khó khăn nào trong cuộc sống mà bạn không thể vượt qua. Có thể bạn đã trải qua thất bại trong năm vừa qua, và có thể hiện tại bạn vẫn đang phải chịu đựng nhẫn nại. Vào năm 2024, hãy thực hiện 3 điều sau để học cách chữa lành và sửa chữa bản thân. Thứ nhất là, hãy ngừng phàn nàn và đối mặt với những khó khăn của số phận. Đừng đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh. Đối mặt và bình tĩnh chấp nhận những gì hoàn cảnh đem lại là bước đầu tiên để tự chữa lành. Thứ hai là, giữ thái độ tốt và tích cực, lạc quan trong mọi việc. Dù tình hình có tệ đến đâu cũng sẽ dần tốt hơn. Tự động viên mình rằng, không bao giờ có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc giữa chừng. Thứ ba là, hãy dựa vào chính mình trong mọi việc và học cách tự chữa lành vết thương. Chỉ bằng sức mạnh của chính mình, bạn mới có thể kéo mình ra khỏi vực thẳm đau khổ. Hãy tin rằng sự héo úa của một bông hoa không thể làm cho mùa xuân trở nên khô tàn. Một thất bại không thể làm cho cuộc sống trở nên vô nghĩa. Khi bạn tự chữa lành vết thương trong tâm hồn, vượt qua những khó khăn hiện tại, tất cả những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến đúng theo lời hứa. Nút chai rượu vang được làm từ vỏ cây sồi. Một cây sồi trong 25 năm mới thu hoạch được vỏ lần đầu tiên. Lần kế tiếp là từ 8 đến 14 năm cho đến khi lớp vỏ mới hình thành. Một cây sồi được lột vỏ khoảng chục lần trong suốt 160 năm tuổi thọ của cây. Sau khi lột vỏ vài lần, khi chất lượng đủ tốt, nó có thể được chế tạo thành nút chai rượu và có thể phát huy được giá trị đích thực của nó. Trong cuộc sống cũng vậy, bạn phải liên tục đổi mới bản thân để luôn có thể duy trì tính cạnh tranh. Vào năm mới và trong tương lai, hãy trau dồi 6 khả năng: chuyên chú tập trung, khả năng thực thi hành động, khả năng tư duy, khả năng đánh giá xem xét lại bản thân, khả năng học hỏi liên tục và khả năng tự chữa lành để sự nghiệp, cuộc sống liên tục hành thông phát triển thành công. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.